thì mình với anh xã mình đang nói chung là quét tuyết ra khỏi xe hơi mọi người, tại bây giờ muốn đi công chuyện mà tuyết nó phủ đầy xe hơi, ta nói không có đi được mọi người. Coi nè, đường xá coi nè, trắng xóa luôn. Tại vì ở dưới á, nó sau khi mà cái trận tuyết nó rơi hả, bão tuyết hôm qua mình đăng cái video á, bây giờ hả nói chung là đường xá nó trơn trượt rồi, xong rồi xe thì nó đóng băng nè mọi người, thấy không? Bây giờ mình phải ấy tuyết ra đây, mình quay cái video cho mọi người xem ha. Mọi người cũng thấy ở trên xe nè, nó đóng băng luôn nè, thấy không? Bây giờ đó, ta nói hả y như là một cái miếng gì đây đóng băng. Bên kia có người đi bộ nha, bên kia có người đi bộ, đây là cây thông đó, cây thông các bạn nhìn cây thông nè, coi nè, đó đóng băng luôn đó, thấy không, đóng băng luôn cứng ngắc. Đây quay cho mọi người xem. Mọi người xem cái cây. Ồ, cái cây trên trên cây đá không đó. Còn ngoài đường xe người ta chạy từ 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 từ, thấy không, càng nhích không, tại vì chạy nhanh đó là nó trơn trượt đụng vô xe khác mọi người, thấy không, thấy người ta chạy chậm không, cũng băng luôn mọi người, thấy chưa, thấy xứ sở lạnh chưa. Trời ơi, gãy cái cây rồi. Gãy cái cây cào tuyết rồi. Đó, nói chung là hả trời tuyết khổ lắm mọi người. Muốn đi công chuyện hay đi đâu á là phải cào tuyết, xúc đất, xúc tuyết như nè. Đó. Rồi. Đó, quý vị nghĩ ơi. Tuyết nghe nó trơn lắm mọi người, tại vì ở dưới nó có đá nữa nè. Để mình quay cho mọi người xem mà. Cái này nó trơn lắm á. Trơn trượt lắm á. Đi rồi té liền. Ê mọi người thấy không, xe hơi của tất cả những người ở đây đều đóng băng luôn, ở dưới là đá không luôn. Wow. Đây ai muốn ăn đá bào không, em cho đá bào làm siro ăn nè. Đó. Trời ơi. Này là xe Honda Civic, nhưng mà bây giờ cái đá nó chặn lại, nó còn có nửa chữ H à mọi người. Đá nó chặn lại còn có phần nửa chữ H thôi. Đây là cái tổ chim mọi người, mình không biết mấy con chim ở trên nó còn sống không, cái tổ chim ở trên nó đó. Đó, thấy không? Không biết mấy con chim nó còn sống không ta, tại giờ lạnh quá không biết nó còn sống không. Đây một tổ nữa nè. Đó. Cái tổ bên đó nó nhỏ hơn. Ở đây có ba cái tổ chim nữa mọi người. Nhưng mà mình hiện tại mình đứng đây thì mình quay được hai cái thôi, còn cái nữa gần nhà mình. Rồi xúc tuyết kiểu này cũng hết nửa tiếng rồi mà vẫn chưa được đi đâu. Thấy quý vị thấy khổ không? Trời tuyết ở bên Mỹ đâu phải sướng đâu mọi người. Ví dụ như muốn đi làm thì phải thức dậy sớm một tiếng đồng hồ để xúc tuyết. Rồi xong rồi cái xúc hết rồi xong bắt đầu mình mới đi. Mà đi thì cũng phải chạy từ từ chứ chạy nhanh là xe nó trơn trượt nó thông vô xe khác. Hả? Công nhận hồi xưa mấy bạn em đặc biệt danh cho em là nữ hoàng băng giá cũng đúng mọi người. Em rất là thích hợp với lại khí hậu lạnh. Nói chung là lạnh bao nhiêu em cũng chịu á mọi người. Nói chung là lạnh thì ở đây cũng quen rồi biết không. Với lại hả mình có đôi giày boot đi nó không có trơn đó. Rồi nói chung là quen cái lạnh rồi. Cho nên giờ không có thấy lạnh nữa. Hồi xưa lúc mới qua Mỹ là lạnh teo luôn. Còn đây bây giờ là hết lạnh rồi. Nói chung thì trời tuyết thì nó nhìn nó cũng đẹp ha, nhưng mà có điều là nó không có tiện nghi khi mà mình đi lại, tại vì các bạn cũng nhìn thấy đó, xe nó chạy từ từ, xe nó chạy từ từ, nó đâu giống chạy nhanh đâu, chạy nhanh là nó thông xe luôn á, thấy không, cây cối coi nè. Năm nào cũng có tuyết đó mọi người, ở viết quen. Hồi xưa lúc mới qua Mỹ hả, lúc nào cũng mong thấy trời tuyết cho nó thấy đẹp trắng xóa không, còn giờ ở đây quen rồi biết rồi, cho nên là hả giờ không có mong trời có tuyết nữa, tại vì nếu mà có tuyết thì không có đi đâu được, mà đường nó trơn lắm mọi người, đá không à. Nói bây giờ ai muốn đá thì em xịp cho mớ dư giả luôn, khắp mọi nơi thấy đá không à.
làm cà phê sữa đá uống. Ra ngoài lấy tuyết, lấy đá bạc làm cà phê sữa đá uống. Đây các bạn thấy sau lưng mình có cái cây cột không? Chỗ này á, là cái chỗ mà người ta đứng đợi xe bus đó mọi người. Chỗ này nè, là người ta đứng đợi, người ta đợi xe bus tới đón á. Nhưng mà bữa nay trời tuyết chắc xe bus nó không có làm việc đâu. Cũng hơn là em đã thoát cảnh những cái ngày tháng khổ mà ngày xưa lúc mới qua Mỹ á. À, chưa có xe hơi á, đi xe bus mọi người, đi xe bus để đi học. Mà cái trường á thì hả tuốt ở trên Portland đi khoảng 45 phút. Đi xe bus thì hả cả tiếng đồng hồ, tại nó dừng từng trạm á. Nó dừng từng trạm xong rồi á hả. Ui cha. Cái cây nó rớt đá. Cũng hơi mình đội cái nón á. Cây rớt đá xuống. À coi nè. Nó đóng băng luôn. Cây đá không luôn. Này, đá cục cục luôn nè mọi người. Đó. Đá trên cây tự động nó rơi xuống luôn. Đây, ai muốn mình xịp cho mớ đá về làm nước đá uống không? Khu mình ở thì rất là yên tĩnh, nó không có sơ bộ như là thành phố Portland. Thành phố Portland thì giờ nó sơ bộ lắm mọi người. Còn giờ cái khu mình ở thì nó rất yên tĩnh. Người dân ở đây họ chỉ lo chăm sóc cây cối, rồi nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, họ không có nhiều chuyện. Nên là sống rất là yên ổn, rất là bình yên. Đó. Anh xã nãy giờ đào, nói chung là cải tuyết vẫn chưa xong luôn. Thôi lợi phụ ổng cải tuyết mới được. Rồi xong, cuối cùng cũng gần xong rồi. Nói chung là lái xe hơi thì mình chỉ cần cái kiến đằng trước nè. Rồi kiến chiếu hậu nha mọi người. Kiến chiếu hậu nó cũng bị đá đóng băng luôn. Rồi lái xe đằng sau là phải cần cái này để mình nhìn xe ở mé sau á mọi người. Đó, thì nói chung là nãy giờ cậy cũng được ra bớt tuyết rồi. Ok. Rồi mình chuẩn bị đi công chuyện. Vợ chồng này lạ thiệt luôn á. Trời lạnh vậy mà đẩy đứa con đi ra ngoài trời tuyết. Đó, gặp con mình là mình để ở nhà chứ không có đẩy ra ngoài trời tuyết gì đâu. Rất là lạnh luôn á các bạn.